Rồi. Hello, xin chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh Sophia Kiều Family USA. Bùm 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 bùm. Thì hôm nay là Kiều sẽ trải nghiệm rửa xe. Ở dưới đây rửa xe là cái chỗ này á, là mình đem xe tới và phải đổi tiền xu. Thì vừa rồi là Kiều mới đổi được một mớ tiền xu là khoảng 5 đồng ha. 5 đồng thì đổi được khoảng một cặp nhiều lắm, nhưng mà để trong túi rồi. Thì chỗ này là mình sẽ bỏ tiền xu vào trong này, rồi bắt đầu là mình sẽ ngồi xịt và rửa cái xe của mình. Nó sẽ có những dụng cụ ở đây cho mình tự mình rửa luôn. Thì cái giá như thế nào thì Kiều sẽ tiết lộ cho các bạn xem ha. Hiện nay là Kiều đi rửa xe chung với cô Phượng. Thì đây là cô đang để mình để tiền vô nè các bạn. Thì nó sẽ có những cái nút khác nhau, clean ấy, bồn, wash đồ này nọ nọ kia, là nó có sẽ có sẵn hết như thế này cho mình đọc để mình xem. Và cái này là cái số mà mình chọn này, 2 đồng tiền rửa nè ha, nó để sẵn như thế này không đó. Thì bây giờ là Kiều sẽ rửa nha. Xe của Kiều rất là dơ nha các bạn, vừa rồi cũng mới mưa xong coi nè, cực kỳ dơ luôn các bạn, rất là dơ luôn các bạn. Xe Kiều đó, dơ lắm, phải rửa. Ok nè các bạn, cái này là 2 đồng nha các bạn nha. 2 đồng. 2 đồng thì gồm 8 xu 50. À. Nó sẽ tính lên bên này luôn nè, thấy không? Nó lên thấy không? Đấy. Có tiền chưa? Không, này. Có phải cầm hai tay kêu có phải cầm hai tay à? Đúng rồi, được 3 phút 25 giây hay là 3 phút 26 giây gì đó, nhưng mà lâu quay nhưng mà xịt không có được đủ ngang, xịt khoảng tầm 2 phút rồi. Không có được nhiều. Thì Kiều vừa rồi là mới Kiều xịt xong rồi, Kiều mới vừa rồi là xịt cái này lên là xà bông rồi, thì bây giờ là sẽ cấy thêm 2 đồng nữa. 2 đồng này là gần 8 sen, 1 sen như thế này là 25 sen á. Thì các anh bên này anh cũng thấy Kiều hay quay rồi anh cũng hỏi kênh YouTube của Kiều là kênh gì để mà ảnh vào để xem ảnh ủng hộ, thì cũng rất là cảm ơn ảnh. Rồi vừa rồi đang quay nữa chừng ảnh hỏi đó. Thì bây giờ là Kiều sẽ bỏ tiếp 2 đồng này vào trong cái máy để chuẩn bị Kiều sẽ cho các bạn. Nên đi trời nó 6:30 7:00 kém mà trời cũng còn rất là nắng luôn á. Thì hồi nãy là Kiều bấm này á, là cái phần shop này là cái xà bông nè. Thì bây giờ Kiều sẽ bấm nút không, rồi cái chỗ này nó sẽ xẻ cho các bạn. Thì là Kiều đang đợi cô Phượng. Rồi cô Phượng bên này là xong quay vô cho Kiều. Lần đầu tiên cô Phượng ngủ đây là Kiều cũng đi chung, lần đầu tiên được ngủ này á. Cô Phượng đang sấy xe nè. Đấy, đang sấy á. Wow, sạch sẽ không? Chiếc này là chiếc Acura nha các bạn. Bên này anh Tri biết chiếc BMW, anh cũng hỏi kênh YouTube của Kiều để anh vào nè. Đây cái xe của Kiều đây. Xe của Kiều đây. Đấy. Mới làm cái sơ coi nó sạch nè, nó lên ấy nè, không? Bớt không? Trên này vẫn còn dơ nè. Vẫn còn dơ nè các bạn nè, không? Mà nó cũng không sạch nè các bạn thấy không? Vẫn còn dơ nè.
Tại vì Kiều ít khi đi rửa xe á con nè, đi xe nè, đi ghê không? Quá ghê luôn. Rồi bây giờ là Kiều sẽ bỏ tiền vào 2 đồng ha. 2 đồng, nó nhảy tiền lên nè. Nãy là xà bông, bây giờ là xả. Bỏ vô các bạn, trời nắng chang chang luôn. Không có đem mũ theo đội luôn. Rồi đủ rồi, bây giờ nó cho 3 phút 30 giây nha các bạn, thì bấm số 0 nè. Rồi vô. Nhưng mà một tay cầm ở đầu súng á, thì nó mới bẫy được đó, thế nó nhẹ hơn. Cứ tháng rửa lần được rồi. Rồi con đi về sau kìa, đi về sau nữa. Đó. Cái này kéo nó đi. Ở đó nó đi thẹo. Không ai lấy cái trên đây luôn, lấy cái trên đây luôn. À. Bụi nha các bạn, khu bên đây hút bụi cũng toàn là mễ đàn ông người ta hút thôi, hút bụi là hút phần phía ở trong xe thì mình cũng phải bỏ tiền cho mình hút. Thì bây giờ là Kiều sẽ đi về đón em bé Sophia, cho nên là Kiều cũng không có đi vô trong đó hút. Thì bữa nào có thời gian thì Kiều sẽ vào trong đó hút và quay tiếp cho các bạn xem ha. Đấy, rồi rửa xe nhanh còn. Xong rồi đi vào trong xe lấy cho mình cái miếng thế này. Cái này á là exercise hả? Exercise, tập thể dục. Đó, cái đó khỏe cho tay lắm đó. Trời ơi. Trời ơi, bụi ra đâu. Thấy không, bụi ra không? Nhưng mà xe kiểu nó cũng chơi, nhưng mà bây giờ tới giờ đi đón xe rồi, cho nên là kiểu không có cho bạn hút được, sau đi hút. Thì hút ở trên này hút bụi là một đồng 75 xe thì tương đương khoảng tầm tầm 40 ngàn.
Rồi thì sau khi mà vào trong xe thì mở máy lên thì Kiều sẽ mở cho cái cây này nó quẹt qua quẹt lại cho nó sạch cái xe. Và ở trong này của Kiều thì cũng có những cái để mà sủi cho cái những cái giọt nước mà nó rơi nó kiểu là nó bay hơi hết á, thì nó sẽ là cái nút mà sưởi ấm. Nhưng mà bây giờ trời đang nóng rồi Kiều cũng không mở, thì cô Phượng cũng đi về rồi. Thì hiện tại bây giờ là đã 7 giờ mấy tối rồi á, thì bây giờ là Kiều sẽ đi đón bé Sophia. Thì đây là một cái video trải nghiệm lần đầu tiên Kiều đi rửa xe. Sophia. Sophia nè. Thank you. Sophia nè. Trời ơi, bữa nay đi học mà ngày thường mà mặc đồ Noel nè. Bữa nay tháng 5 mà mặc đồ Noel đi học hả? Bye bye con đi. Bye bye con đi. Bye bye con. Bye bye. Bye bye. Bye bye con đi. Bye bye con đi. Bye bye. Ha đi. Thank you cô đi. Thank you. Bye bye. Bữa nay có BB mất ngủ nên có cái mùi dưa đây đi về nó lấy. Rồi bye bye đi. Bye bye. Thank you. Kiều mới rửa. Thì còn mới rửa sạch. Mới nè. Chị mới mới nè. À mới rửa sạch sẽ ha. Rất sạch luôn. Rồi ok, cho bé vô. Xe chưa hút bụi nha nên cũng còn hơi dơ nha các bạn nha. Cô chú nè, hôm nay đi học thắt hai tầm rít này dễ thương nè. À cô giáo thắt chân rít cho thương quá thương rồi. Bữa nay mới tháng 5 mà đi học mặc đồ Noel rồi. Cô giáo phát cho đồ chơi đó. Hello cô chú đi. Hả? Hello cô chú đi. Nè nhìn vô trong đây nè, nhìn vô trong đây. Hello cô chú nè, nhìn vô. Hello. Hello cô chú. Thôi mạnh ra. Wow. Wow. Thôi mạnh ra, thôi mạnh ra. Giỏi, good job. Thôi mạnh ra. Good. Thôi thêm cái nữa mạnh nè. Good job. Giỏi vậy ta. Wow, hay ta. Bạn vô trong xe ngồi còn thổi nè. Này thổi đây, hồi là thổi gì ta? Thổi tà hi hả? Phải không? Kiều cũng lần đó. Này giờ Kiều cũng có thổi lần đầu tiên. Sau khi chơi cái trò chơi này có vẻ rất là thích thú luôn các bạn. Lần đầu tiên chơi rất là thích thú nha các bạn. Là ngồi trong xe. À trời, nó ngậm muốn nát cái cây của người ta luôn rồi. Cái cây đó bằng giấy các bạn ngậm. Ok, bây giờ là Kiều sẽ đưa cho bé về ha. Thì rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này và cái lần đầu tiên Kiều trải nghiệm gọi là rửa xe công cộng ở Mỹ nhưng mà tự mình rửa ha. Bye bye cô chú nè. Bye. Bye bye. Hy vọng là các bạn sẽ luôn theo dõi và ủng hộ gia đình nhà Sophia Kiều Family USA nha, trên kênh fanpage cũng như là trên kênh TikTok và một kênh YouTube của Kiều nữa là Sophia Kiều Cuộc Sống Mỹ. Bye bye. Bắt đầu đi về các bạn. Bye bye. Yeah. À nó nè.